Chuyện ngôn tình, giả yêu làm thật. Tác giả: Thánh Yêu. Tập 65, chương 157, quy tắc ngầm. Minh Vành đang đứng trước văn phòng của công ty MR. Lần này anh trở về, phó nhiệm đã mở cuộc họp chào đón nhiệt liệt. Lý Vận Linh muốn Minh Vành chắc chân tại đây, vừa có hạng mục mới cố ý sắp xếp cho anh tham gia. Cho dù phó nhiễm chưa ra tay thì tất cả mọi người trong MR đều biết sự hỗ trợ hạng mục thực chất chính là nội chiến trong nhà Minh gia. Dù không ai nói nhưng mọi người đều hiểu rõ trong cuộc tranh đấu này ai thắng thì sẽ đứng vững tại MR. Đối với phó nhiễm mà nói đây là cơ hội tuyệt vời, đối với Minh Vành đó lại là thuận tiện tận dụng thời cơ. Hàn Tuyển cầm chồng tài liệu đi đến, thuận tay đóng cánh cửa. Phó nhiễm ngẩng đầu lên, ý bảo cứ đi ra ngoài trước. Hàn Tuyển nán lại sau khi đóng cửa lần thứ hai, nói: Vừa rồi tôi có thông báo với chị trợ lý Nghe về buổi giao tiếp, cuối cùng cũng chọn được cô gái xinh đẹp, có năng lượng, có thể giúp cho chúng ta tối nay. Phó nhiễm vẫn không ngẩng đầu lên. Để làm gì vậy? Cô quên hôm nay có buổi hẹn với ông Tống sao? Phó nhiễm dừng động tác, đôi lông mày thành tú nhíu lại, vén sợi tóc dài ra sau, làm tôi lên vẻ xinh đẹp. Nếu đề án của chúng ta tốt thì không cần phải lãng phí như vậy đâu. Tổng giám đốc, Hàn Tuyển cảm thấy đau đầu. Chuyện này với mọi người là chuyện bình thường, nếu chúng ta không tuân thủ quy tắc thì chúng ta đã làm hỏng việc đó. Phó nhiễm đặt tay ký lên giấy A4, tạo thành hình vòng cung. Không phải có quá nhiều phụ nữ xinh đẹp, tiểu thư đại các rồi sao? Hàn Tuyển cười nói. Quan trọng là ở chỗ số tiền bỏ ra bao nhiêu. Các công ty không có giống nhau, chính là do việc cô bỏ tiền. Nếu cô muốn mấy cô xinh đẹp kia mỗi người một bên hầu hạ ông Tống thì dù có cứng như thép đi chăng nữa thì cũng sẽ mềm hết. Mục đích của chúng ta nhờ vậy không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Trong nháy mắt, ánh mắt phó nhiễm lộ ra tia tỏ vẻ chán ghét. Có phải trước kia Tam Thiếu thường xuyên làm như vậy không? Hàn Tuyển không nghĩ tới phó nhiễm lại chuyển sang chuyện này, hắn đưa tay xoa trán. Chuyện này thực sự không có. Có trời mới biết trong lòng hắn đang lo sợ về mấy chuyện thuần khiết trước kia tới cỡ nào. Từ trước tới nay, Minh Thành Hiễu luôn thích làm giải pháp dọn nhẹ, đơn giản nhất. Yêu, bỏ qua, mỹ nhân, đóng gói đem lên giường. Sắc mặt phó nhiễm không có vẻ gì hờn giận. Cậu xem lại những chi tiết trong đề án, thấy tốt là được, những vấn đề khác không cần để tâm. Hàn Tuyển thấy cô không có để ý tới, nên cũng không miễn cưỡng ở lại thêm. Sau khi tan tầm, phó nhiễm không đi thang máy chuyên dụng, mà đi thang máy dành cho nhân viên. Lúc cánh cửa sắp đóng lại, một bàn tay bên trong kịp thời kéo lại. Tổng giám đốc. Phó nhiễm nhìn thấy bên trong có 3 cô gái trẻ đẹp, còn có 2 cô đang xoay gương trang điểm. Phó nhiễm khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Hôm nay, mọi người ta làm dường như khá muộn. Quản lý Minh bảo chúng tôi theo anh ấy ra ngoài xã giao. Phó nhiễm giật mình, 2 cô còn lại nháy mắt ra hiệu với cô nàng vừa nói. Phó nhiễm cũng không nói gì thêm nữa. Phó nhiễm nhìn qua hình ảnh phản chiếu 3 cô gái xinh đẹp kia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc. Có phải mình đã già rồi mà không nhận ra không? Đặc biệt là phụ nữ với nhau, chỉ khi cảm thấy trước phía trước là hố nửa mới không dám nhảy. Trước kia mỗi lần đi xã giao, mọi người vẫn kiêng dè thân phận của cô. Nhiều khi bắt cô uống rượu, tuy nói vậy nhưng cũng không dám cưỡng ép. Một lúc sau, thang máy mở ra, cô dạo bước ra ngoài. Các cô làm gì mà cứ chừng mắt vớ nhìn tôi? Cô gái lúc trước nói về chuyện quản lý mình hờn giận hỏi. Cô óc heo à? Hiện tại quản lý Minh và cô ta đang tranh chấp nhau hạng mục này. Cô ấy và chúng ta đang ở thế đối lập. Cô nói thế về sau chỉ có đường ăn cám. Cô kia vội vàng che miệng. Ai da, tôi cứ mất chuyện này. Nhưng mà đây dù sao cũng là chuyện của MR. Chúng ta làm cái gì thì đều hưởng bổng lộc của MR mà cả. Cô lại còn lại hận không thể rèn sắt thành thép. Cô có phải vừa mới ra trường đâu mà ngu ngốc đến thế hả? Quả thật, trốn thường trường như dòng nước xoáy sâu, không cẩn thận thế nào cũng bị sẩy chân. Trên đường về, nhận được điện thoại của anh,
Phó Nhiễm lái xe chậm lại, đeo tai nghe, cất giọng lười nhác trả lời. Alo. Đêm nay chúng ta... Phó Nhiễm ngắt lời anh. Đêm nay em phải chuẩn bị về hạng mục. Em mang máy tính tới đây, anh sẽ đưa ra ý tưởng cho em. Anh đưa ra ý tưởng? Phó Nhiễm nhìn dòng xe cộ phía trước, tức giận nói. Toàn ý tưởng đáng buồn nôn. Làm sao vậy? Ăn phải thuốc súng à? Giọng nói của anh mang theo ý cười. Phó Nhiễm không nói gì. Đang lái xe. Không phải, chỉ là ông Tống thôi. Đối phó dễ thôi. Anh nói cuồng bâng cuồng. Mà đời ít nhiều gì cũng là công ty quy củ, vậy mà các cô gái ở công ty đều bị các anh làm cho không còn ra gì nữa. Phó Nhiễm nhìn lên màn hình hiển thị đèn, bây giờ là thời điểm tan làm cao điểm, trên đường đông người đi lại. Anh không giảm ý cười. Phó Nhiễm, em phải biết rằng, có một chuyện anh cũng không nguyện ý làm. Không cần cảm thấy tội cho các cô ấy, có phải chưa từng thấy đào tử đặt trên cổ đâu. Đối với các cô ấy mà nói, chỉ cần không làm hỏng quy tắc thì có thể nhận được thù lao cao. Hơn nữa, đó chính là thước đo cho sự chuyên nghiệp trong công việc. Cho nên, có một số việc cho dù lựa chọn như thế nào cũng như nhau thôi. Phó Nhiễm nghe anh nói cũng hiểu được đôi chút nhưng vẫn không hoàn toàn tán thành. Dù sao, bản thân cũng sẽ biện pháp. Anh lập tức chuyển đề tài. Buổi tối ở lại đây đi. Không được, em còn rất nhiều chi tiết hạng mục cần xem. Tối nay phải ở nhà làm tăng ca. Anh không nghe. Anh có thể giúp em. Cuối cùng Phó Nhiễm cũng không qua đó. Đến đó rồi, đừng nói là tới phương án hạng mục, ngay cả ngủ cũng không ngủ nổi. Bận bịu tới đêm khuya, cô bỏ kính mắt xuống. Dấu vết bị lộ file ở máy tính vẫn còn. Phó Nhiễm dùng sổ ghi chép nhưng vẫn giả bộ làm trên máy tính. Save file, nhưng thực chất cô chẳng qua cũng chỉ lưu lại cái bảng báo giá. Hôm sau đi đến MR, lúc đến thang máy gặp Minh Vanh cùng với một số nhân viên khác. Bọn họ chào một tiếng, sau đó đi tới thang máy dành cho nhân viên. Minh Vanh ấn nút thang máy, cửa vừa mở cùng Phó Nhiễm bước vào trong. Chuẩn bị đến đâu rồi? Phó Nhiễm nói. Cũng tạm tạm. Minh Vanh khoanh tay. Thật ra tôi cũng hiểu được ý của mẹ, nhưng em đừng lo lắng, rồi một ngày em sẽ hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Tôi biết trong lòng em nghĩ gì. Dáng vẻ Minh Vanh kiêu ngạo. Tôi cũng có công ty, nếu không phải do ý của mẹ thì quyền lợi của nó cũng chẳng đáng gì. Phó Nhiễm mỉm cười không nói tiếp. Hai người lần lượt đi tới lầu cao nhất văn phòng. Phó Nhiễm đẩy cửa, trợ lý nghề cùng Hàn Tiễn nối bước theo sau. Trợ lý nghề đưa cốc trà lại tới cho Phó Nhiễm. Tổng giám đốc, hôm nay tôi nghe bên chỗ quan hệ nói hạng mục cơ bản do mình tổng quyết định. Tối qua các cô ấy cùng ông Tống đàm đạo tới khuya. Điều này Hàn Tiễn đã sớm đoán được. Theo tôi thấy, chúng ta hôm nay cũng nên sớm định ra ngày hẹn với ông Tống. Ngày hôm qua, mấy cô kia đã đẩy ông ta ký hợp đồng. Có lẽ đều do Minh Tổng đi trước một bước. Phó Nhiễm lấy muỗng khuấy ly trà. Trợ lý Nghe, cô cho gì vào trong đây vậy? Nửa thìa mật ong. Phó Nhiễm bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Cô cảm thấy thế nào? Thư ký Nghề ngẩn ra, trong ngày thường cô cũng không tham dự những chuyện này. Nếu như có thể nói, tôi cảm thấy có thể thử biện pháp của trợ lý Hàn một chút. Hàn Tuyển cùng thư ký Nghề đi ra phòng làm việc, thư ký Nghề nhỏ giọng hỏi. Có thể được sao? Theo anh nhìn thấy, tính tình tổng giám đốc tương đối bướng bỉnh. Phó Nhiễm đi tới trước cửa sổ, hiện tại thì cô mới không hiểu được. Tại sao người càng có vị trí cao càng thích phòng làm việc có thiết kế cửa sổ sát đất như vậy? Nhìn lại từ xa xa, ít nhất có thể để cho trời xanh mây trắng gột bỏ phiền muộn lúc này trong trái tim. Còn nữa, còn có thể tỉnh táo. Phó Nhiễm tin tưởng có chút chuyện nhất định phải kiên trì. Đây chính là cái gọi là nguyên tắc. Dặn thư ký hẹn tối nay bàn chuyện với cục trưởng Tống, Phó Nhiễm cố ý bỏ ra nửa ngày đem tài liệu chuẩn bị xong, bảo đảm không có gì sai sót.
đi ra khỏi phòng làm việc, đúng lúc đụng phải Hàn Tuyển. Tổng giám đốc, ngài đi đâu? Tôi có một bữa tiệc. Hàn Tuyển đuổi theo lên phía trước. Tôi đi cùng cô. Phó Nhiễm suy nghĩ một chút. Ừ. Tài xế chở hai người tới mê tính, Phó Nhiễm cùng Hàn Tuyển tìm được ghế lô, chỗ ông Tống ngồi. Nhân viên phục vụ đứng ngoài mở cửa, Phó Nhiễm đi vào. Thật ngại, Cục trưởng Tống khiến ngài phải đợi lâu. Cục trưởng Tống đứng dậy bắt tay cùng Phó Nhiễm, quay đầu lại nhìn thấy cô cùng Hàn Tuyển cùng đi vào, sắc mặt hơi thay đổi, Hàn Tuyển đã phát giác có cái gì đó không đúng. Phó Nhiễm đem túi đưa lên cho nhân viên phục vụ. Mang thức ăn lên chứ? Không vội, không vội. Cục trưởng Tống ngồi trên ghế salon cười híp mắt. Hôm nay sao lại không thấy quản lý mình tới đây? Anh ấy còn có việc. Phó Nhiễm dặn Hàn Tuyển đi thu xếp chuyện gọi mang thức ăn lên. Cục trưởng Tống nhìn về phía Phó Nhiễm chằm chằm. Ngày hôm qua, mấy cô gái trong bộ phận PR của MR thật là lợi hại, rót cho tôi say đến không thể quay trở về nhà. Phó Nhiễm sao có thể nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của ông ta, cô cười rót thêm một ly trà cho Cục trưởng Tống. Cho nên, ngày hôm nay tôi liền đi một mình, nói xong chuyện hạng mục, tôi bảo đảm làm cho ngài trở về sớm hơn một chút, tránh bị phu nhân nói. Cục trưởng Tống nghe vậy, sắc mặt phẫn nộ. Tôi cũng là hiếm khi được như vậy. Hàn Tuyển đẩy cửa đi vào, cùng lúc đó nhân viên phục vụ lục đục mang thức ăn lên. Cục trưởng Tống liếc nhìn. Trợ lý Hàn, chuyện phương án này, hôm nay tôi muốn nói chuyện một chút với một mình tổng giám đốc của cậu. Cả khuôn mặt của Hàn Tuyển gần như cũng nhăn lại, Phó Nhiễm cũng không nghĩ là đối phương sẽ có yêu cầu như thế. Cục trưởng Tống xem, chuyện hạng mục là có lẽ là trợ lý Hàn còn hiểu nhiều hơn tôi. Cục trưởng Tống cười lắc đầu, chính là không nói lời nào. Phó Nhiễm bất đắc dĩ, quay sang nói với Hàn Tuyển. Anh đi ra ngoài trước đi. Trong lòng cũng không quá lo lắng, cho dù ông ta có háo sắc như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể dám to gan làm chuyện tồi tệ giữa ban ngày với cô. Thái độ Cục trưởng Tống khá hơn nhiều so với lúc nãy. Tự mình rót rượu cho Phó Nhiễm, tình huống như vậy cô không uống cũng không được. Vốn là sữa không nhiều lắm nên cũng đã cài sữa cho hãn hãn. Phó Nhiễm cầm ly rượu lên nhấp môi. Nghe nói Phó Tổng ở bên ngoài không uống rượu, hôm nay coi như là cho tôi thể diện cực lớn. Trường hợp này không biết là ai nói. Phó Nhiễm vội vàng rót rượu cho Cục trưởng Tống. Hàn Tuyển cũng đang ở bên ngoài lo lắng đi đi lại lại. Phó Nhiễm đem tài liệu chuẩn bị xong giao cho Cục trưởng Tống, ông ta lại xua tay. Ngày hôm qua, quản lý mình đưa tài liệu cho tôi. Mặc dù tôi đã nhận, nhưng thẳng thắn nói cho cô biết, ngay cả nhìn tôi cũng chưa từng nhìn. Có lẽ ở trong mắt các người cũng cảm thấy chúng ta xã giao như thế này là rất tốt. Chỉ đơn giản là hai chuyện đưa tiền và nhét phụ nữ. Quản trưởng cũng giống như thường trường. Cục trưởng Tống cười nói. Phó Tổng, tin tưởng một câu nói của tôi. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, không cần phải giả tạo. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý của tôi, không có nghĩa là sau này cô gặp những người khác cũng có ý nghĩ như vậy. Phó Nhiễm dìu lấy Cục trưởng Tống say khướt đi ra ngoài, Hàn Tuyển giống như là canh giữ ở cửa vậy. Phó Nhiễm giao Cục trưởng Tống cho hắn. Nhất định phải đưa về nhà an toàn. Ngài không có sao chứ? Phó Nhiễm cầm tài liệu trong tay. Tôi không sao. Màn đêm buông xuống, một chiếc xe thể thao màu sâm banh lướt nhanh như gió trên đường. Thỉnh thoảng có người dừng lại, ngoái đầu lại nhìn còn đấy bóng dáng chiếc xe đó nữa. Phó Nhiễm đứng ở hành lang một mình, nhìn Hàn Tuyển dìu Cục trưởng Tống đi ra ngoài. Cô nhìn tài liệu trong tay, không cần phân biệt rõ lời nói vừa rồi của người đàn ông kia là thật hay giả. Cô đi ra khỏi mê tính, không có lái xe của mình, đi về phía trước. Hai bước đột nhiên thấy một chiếc xe thể thao lái vào quảng trường. Sau khi chuyển hướng trong nháy mắt, bánh xe đã lượn được nửa vòng trên mặt đất. Phó Nhiễm nhìn một cái là nhận ra xe của ai. Cô vội vàng chạy tới mở ghế lái phụ ra. Sau khi tiến vào, liền đóng cửa xe lại. Đi. Có thể nói là động tác rất nhanh chóng. Bàn tay của người đàn ông còn đặt ở trên tay lái không thu hồi. Không ngờ là cô có thể xông tới như vậy.
Phó Nhiễm nghiêng mặt tiến tới trước cửa sổ xe, lấm lét nhìn trái nhìn phải, thấy xe còn đứng bất động ở tại chỗ. Mau lái xe! Anh lên tiếng hừ lạnh, phát động động cơ một lần nữa. Có phải bị cục trưởng Tống quấy rối phải chạy ra ngoài hay không? Phó Nhiễm thắt dây an toàn. Nói mỏ gì đấy? Bằng một cái tát vỗ vào đùi Phó Nhiễm. Cô đeo tất chân màu đen, anh không dùng lực nhiều đến nên thực ra cũng không đau, chỉ là âm thanh rất lớn. Phó Nhiễm tức giận véo một cái vào đùi anh. Cứ âm thầm đánh người như vậy, ai dạy anh? Anh vươn cánh tay ôm cổ Phó Nhiễm lôi vào trong ngực. Anh còn không có tìm em tính sổ đâu đấy. Ai cho em đơn độc cùng lão hao sắc đó ở chung một phòng? Lá gan đủ mập nha. Là ghế lô, không phải gian phòng. Phó Nhiễm chữa lại lời nói của anh. Anh hung hăng bấm mạnh một cái trước ngực cô. Em không có quyền lợi thanh minh. Phó Nhiễm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Đã lớn như vậy còn ghen. Mùi rượu thơm tinh khiết phả vào mặt anh, đôi mắt càng lúc càng u ám, hai hàng lông mày gần như vặn chặt lại. Em còn uống rượu? Chỉ một chút thôi. Ánh mắt anh không giấu được tức giận. Đây là một lần cuối cùng biết không? Nếu như thực sự gặp chuyện không may thì làm thế nào? Yên tâm. Phó Nhiễm đưa tay ôm eo anh. Em sẽ tự bảo vệ mình, ở chỗ không xác định có thể an toàn hay không, ngay cả ly rượu em cũng sẽ không đụng vào. Mặc dù biết cô có chừng mực, nhưng vẫn trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi. Đôi môi mỏng hôn lên đỉnh đầu cô. Phụ nữ không thể so sánh với đàn ông. Phó Nhiễm cười nói tiếp. Em biết rồi, về sau một cuộc làm ăn nhỏ em cũng sẽ không uống một chén rượu. Có thể nói thì thôi, không thể nói cũng không miễn cưỡng. Anh nghe vậy sắc mặt mới dịu đi một chút. Anh chị em xuống chỗ trước mặt, em tự lái xe trở về. Tránh không phiền toái không cần thiết đi theo, anh nắm chặt tay của cô. Hôm nay anh trở về Yvan thủ phủ với em. Phó Nhiễm nghiêng người đứng dậy, bàn tay để lại bả vai anh. Sau khi trái tim của anh giải phẫu xong, bị đưa ra nước ngoài, bây giờ không thể xuất hiện, chúng ta chỉ cần một ít thời gian nữa. Em biết rõ anh sợ em không chịu được. Yên tâm đi, em rất tốt. Chỉ cần anh, điều gì em cũng có thể gắng gượng vượt qua. Chương 158. Phó Nhiễm mang thai lần nữa. Anh đưa tay khẽ vuốt đầu cô. Thời điểm anh bị đưa vào phòng cấp cứu, một chút ý thức còn sót lại cũng tan biến. Phó Nhiễm, anh cũng chán và chán cô. Đêm đó là lời tạm biệt của anh với em. Anh chỉ biết đêm đó đầu óc anh rất thanh tỉnh, nhớ cả việc hai chúng ta khiêu vũ, anh ôm em trên giường. Sau một lúc thì không còn sức lực nữa, lúc tay anh buông thõng xuống, anh biết đã đến lúc rời xa em. Chuyện xảy ra gần nửa năm, nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, trong lòng cô vẫn nhịn không được mà đau đớn. Cô đưa tay nắm chặt áo sơ mi của anh. Em đẩy anh ra một cái, thấy anh nằm bất động, lúc ấy em cũng biết rằng. Anh đưa tay ra hiệu cho cô dừng lại, Phó Nhiễm dựa đầu lên vai anh. Thời điểm đó anh cũng không biết mình đã được giải phẫu hay không. Chuyện về sau anh an bài thế nào? Trước đó anh đã nói chuyện với Duật Tôn. Nếu có một ngày anh không thể tìm được trái tim thích hợp, lại không kịp an bài chuyện sau này, thì để cậu ấy tới thông báo cho em. Anh chỉ sợ hù dọa tới em mà thôi. Quả thật, nếu không phải Thanh Thiêu đưa cho cô chiếc điện thoại kia, không chừng cô đã điên mất rồi. Lúc đó, ý thức của anh dường như bay ra ngoài, dường như anh chỉ thấy Phạm Nhàn là một vụ cướp giật, giành giật sự sống, cũng là một sự luân hồi mà thôi. Ra khỏi cửa, mỹ nữ như mây, tuy là như mây, sao ta chỉ một mình. Thật tốt quá, Phó Nhiễm thì thầm. Sắp đến rồi, anh đàng hoàng nói một câu. Dĩ nhiên, em biết rồi. Phó Nhiễm tươi cười, nhắm mắt lại. Xe chạy thật nhanh, cô lần nữa bảo anh dừng xe bên đường, chọn một nơi vắng vẻ và yên tĩnh, cô định xuống xe. Anh đưa tay kéo cô lại.
hôn anh một cái. Cô hôn lên má anh một cái, lúc này anh mới cho cô đi. Ngày hôm sau, Phó Nhiễm đi đến MR, Hàn Tuyển đã đem tất cả tài liệu liên quan đến cho cô. Hiện tại, việc duy nhất chính là chờ đợi tin tức. Tập đoàn Hào Khôn. La Văn Anh lang thang trên mạng đọc tin tức, hạng mục lần trước đã trượt khỏi tay Hào Khôn, nội bộ MR lại chia làm hai, đôi bên tranh chấp khá kịch liệt. Cô đưa tay chống má, hơi thất thần. Mình Tranh mở cửa đi vào, nhưng cô vẫn không nghe thấy, cho đến khi anh chống hai tay lên bàn, nghiêng người nhìn cô, hỏi: "Đang nhìn cái gì?" La Văn Anh sợ mất hồn, nhanh chóng tắt trang web đang xem, vội nói: "Em tra chút tài liệu." Mình Tranh đã thấy cô xem gì, nhưng anh cũng không muốn nói ra. Anh đưa tay vào trong túi, móc ra một hộp trang sức, đưa cho cô. Cô đang mở tài liệu xem, thấy anh đưa tới, cô ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn anh. "Đây là..." "Gần đây, anh thấy có một style mới. Rất đẹp, rất hợp với em." La Văn Anh nhìn chăm chú cái hộp, đưa tay cầm lên, lòng bàn tay hơi run rẩy, đập vào mắt cô là một đôi hoa tai bạch kim. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nén được sự thất vọng. "Sao lại đột nhiên tặng quà cho em?" Mình Tranh gác lên chân trái lên. "Hạng mục trước, anh biết em đã hao tổn rất nhiều tâm tư." Không đề cập tới thì thôi, nhưng khi nhắc tới cô lại không cam lòng. La Văn Anh giận tái mặt. "Anh coi cô là gì, định bấm thêm cho cô một nhát nữa à?" Biết rõ cô đặt bao nhiêu tâm huyết vào trong đó, nhưng anh lại thoải mái nhường đi, không để cô có cơ hội thể hiện. Giờ anh cầm quà tới tặng cô là ý gì đây? La Văn Anh trả lại cho anh. "Tôi không cần." "Tại sao? Không thích à?" Mình Tranh đã nghe theo lời của Tiểu Chu, nghe nói phụ nữ đều thích trang thức. La Văn Anh không thèm ngẩng đầu lên. "Tôi không thiếu những thứ này." Mình Tranh đưa mắt nhìn, thấy cô đã nói đến nước này, cầm hộp trang sức lên, bước ra ngoài. Vừa vặn lúc đó Tiểu Chu bước vào. "Mình Tổng." Mình Tranh cầm hộp trang sức đưa cho cô. "Cô cầm đi." Tiểu Chu bị anh ép cầm hộp trang sức, ngơ ngác đi về phía La Văn Anh. Đợi đến khi mở ra mới thấy một đôi bông tai. "Đây không phải là trang sức Mình Tổng chọn cho cậu sao?" La Văn Anh nhức đầu, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. "Để tài liệu tới đây, nếu không có việc gì thì cậu ra đi." "Cậu cầm đi." "Mình không thích." Giọng nói La Văn Anh có chút kích động. "Cho cậu thì cậu cầm đi." Tiểu Chủ nghe vậy liên tục gật đầu, vui mừng cầm hộp trang sức ra ngoài. Cửa phòng làm việc đóng lại, tâm tình của cô càng lúc càng phiền não. Đã có kết quả của hạng mục, bên trúng thầu là tập đoàn MR đang trong thời kỳ phân nhánh, càng làm cho người ta giật mình. Đó là phương án của Phó Nhiễm đã thành công. Hàn Tuyển nghe tin tức như thế, nghi lộ tai mình bị hỏng nên nghe nhầm. Phó Nhiễm cầm lấy các tập tài liệu liên quan đưa cho anh, lúc này anh mới dám xác nhận thông tin đó là chính xác. Minh Vành tới phòng làm việc chúc mừng, cũng không nhìn ra sự mất mát gì. Cuối cùng, MR cũng nắm được. "Phó Nhiễm, chúc mừng em." "Cảm ơn." Đợi đến khi Minh Vành rời đi, Hàn Tuyển không nhịn được mà lắc đầu. "Tổng tài, đến thật cùng đêm hôm đó, cô và Tổng cục đã nói gì thế?" "Nói về con gái của ông ta." Con gái, không phải người tình sao?" Hàn Tuyển có vẻ không tin. Phó Nhiễm chừng mắt. "Mỗi người đều có một khoảng lặng trong tâm hồn, nơi ấy cất chứa những điều ngọt ngào mà phương thức tác động tốt nhất khẳng định là đứa con." Thư ký nghe thấy bộ mặt khó tin của Hàn Tuyển, cầm tài liệu trong tay đập lên đầu anh. "Đàn ông các người, đầu óc đèn tối." Phó Nhiễm buồn cười. "Cho nên, một chút quy tắc ngầm không hẳn đã là chân lý." Thư ký nghề nghe vậy, gật đầu tán thành. Sau khi tan làm, một đám nhân viên tíu tít trò chuyện trong thang máy. "Tôi nói nè,
Nếu thua thì quản lý sẽ bị làm sao? Ba người chúng ta sẽ mất việc. Hóa ra là do tổng tài xuất trận. À, không phải đâu. Bên ngoài đồn như thế, khi tổng tài tiếp nhận công ty thì nó đang nằm trong tình trạng gì? Không thể nào mà cô ta có khả năng nắm bắt được hạng mục này. Ngày đó tôi còn tiếp khách, uống rượu say đến nỗi không biết gì, nhưng đều không được. Các người nói, tổng tài dựa vào cái gì mà đạt được? Thư ký Nghe đi ra ngoài, Phó Nhiễm đưa tay chặn cửa thang máy lại. Âm thanh của đám người kia còn vọng lại. Không phải như vậy chứ? Vì muốn trúng thầu mà dâng hiến thân thể. Xuyệt, đây không phải là chuyện có thể nói to ở đây. Không nói nữa, lại nói lần này chúng ta có thể an tâm mà hưởng thụ rồi. Hàn Tiễn sắp mặt lạnh đi, Phó Nhiễm nhếch môi, cười lạnh bước ra khỏi thang máy. Phía trước cô là ba cô gái vẫn đang chụp đầu tám chuyện. Cái tin tức này từ đâu mà cậu nghe thấy thế? Có tin được không? Tóm lại, đây là tin đồn ở bên ngoài. Cô gái bên trái gật đầu. Cái này 8 phần là chính xác. Phó Nhiễm bước thẳng về phía trước, cũng không gọi mấy người kia lại. Bước ra khỏi đại sảnh, một người trong số đó liền dừng lại cầm điện thoại di động. Phó Nhiễm lướt qua bọn họ, thư ký Nghe thấy cô không có phản ứng, khó tránh khỏi giật mình, định mở miệng nói thì thấy Phó Nhiễm đột nhiên đứng lại, nói: các cô là muốn lưu lại tin đồn sao? Cô gái đang cầm điện thoại mất hồn, vội ngẩng đầu, hai người bên cạnh nhìn nhau. Xin chào, tổng tài. Vào làm từ lúc nào? Phó Nhiễm ỉ vào chiều cao của mình, ngạo nghễ nhìn ba người bọn họ. Mới vào được một tháng. Ồ, Phó Nhiễm gật đầu. Không trách được, để tôi cho các cô học tập lại một ít cách ứng xử cùng giao tiếp trong công ty. Tổng tài, đây là... Ngày mai, đến bộ phận tài phụ nhận lấy 3 tháng tiền lương, sau đó rời khỏi đây. Phó Nhiễm nói một cách gọn gàng, dứt khoát. Bọn họ không ngờ được tổng tài đã nghe được câu nói của bọn họ. Tổng tài, thật xin lỗi, nhưng chúng tôi cũng không nói cái gì quá đáng. Đây chỉ là chúng tôi nghe người khác nói. Thật đấy. Phó Nhiễm không quan tâm. Các cô không hiểu sao? Một chuyện, bất luận là thật hay giả, nhưng một khi đã là nhân viên trong MR, không cần các cô bảo vệ. Nhưng ngay cả cách thức cơ bản nhất, các cô cũng không hiểu. Bên ngoài còn chưa công bố, vậy mà các cô đã tự mình suy đoán rồi cho là đúng. Nội bộ MR sụp đổ, thì tôi giữ các cô lại có ý nghĩa gì không? Ba cô gái gương mặt đỏ bừng, hai cô còn khóc lóc hết nước mắt. MR không phải là nơi có thể dùng quan hệ mà vào, cho nên các cô lưu lại đây cũng lãng phí. Phó Nhiễm nói xong cũng không quay đầu lại, bước ra ngoài. Thư ký Nghề liếc xéo bọn họ rồi cũng ngạo nghễ bước đi. Hàn Tiễn lắc đầu đi ra bên ngoài. Thư ký Nghề liền lùi về phía sau. Hình phạt như thế đối với bọn họ có phải quá nghiêm khắc hay không? Dù sao có thể vào làm cho MR nhất định là đã trải qua những đợt phỏng vấn và thử thách rất vất vả. Phó Nhiễm ngẩng mặt lên để ngắm ảnh hoàng hôn. Chuyện mình không làm nhưng bị người khác nghi ngờ, quay đầu lại người bị đau sẽ là mình. Thư ký Nghe đi sau lưng cô. Phó Nhiễm mặc một bộ đồ ple màu đen, trông có vẻ cầu kỳ và nghiêm túc, nhưng mang lại cho cô một khí thế cao ngạo. Đứng trước mặt người khác, lưng cô rất thẳng, trên vai mang nặng áp lực nhưng không thể tỏ ra sợ hãi. Lý Vận Linh đang thỉa hoa đột nhiên dừng lại, dùng sức cắt bỏ một nụ hồng. Nụ hoa rơi xuống chân, bà đưa tay ném cây kéo đi. Không phải mẹ đã bảo con dốc hết toàn lực sao? Minh Vanh, rốt cuộc con có nghe lời mẹ hay không? Minh Vanh đứng bên cạnh. Mẹ, Phó Nhiễm xác thực là có năng lực đó. Một câu Lý Vận Linh cũng không nghe lọt. Có phải do Thành Hữu không có ở đây, cho nên con chỉ chú tâm vào công ty của con? Vẻ mặt Minh Vanh vô hồn, Lý Vận Linh thấy thế thở dài. Đối với Minh Vanh, bà cũng không thể làm gì được. Bà hạ giọng xuống. Mẹ nói rồi, Phó Nhiễm không phải người nhà mình.
Minh Vành nhặt lên cành hoa đưa cho Lý Vạn Linh. Mẹ, mẹ thực sự không muốn Phó Nhiễm tiếp quản công ty sao? Lý Vạn Linh bảo Minh Vành vào nhà. Thông qua chuyện này, trong lòng mẹ lại càng bất an hơn. Gần đây, Phó Nhiễm bận rộn vì các hạng mục của công ty. Cô làm công việc bất kể thời gian. Hôm nay, cô dành một chút dành cho con trai. Triệu Lan mua ít táo đỏ tới, đang ở trong bếp nấu cháo. Phó Nhiễm cùng chị Nguyệt đang ở trong phòng khách chơi với Hán Hán. Lý Vạn Linh đi vào, thấy một màn như thế, sắc mặt căng thẳng, dịu đi đôi chút. Phó Nhiễm ôm lấy Hán Hán. Mẹ! Lý Vạn Linh đưa đồ cho Tiêu quản gia mang vào. Mẹ nghĩ còn vĩnh viễn không gặp mẹ, gặp Hán Hán đấy. Làm sao có thể như thế được? Phó Nhiễm bế con đưa cho Lý Vạn Linh. Bà ôm cháu nội đi tới đi lùi trong phòng khách. Lý Vạn Linh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Tiểu Nhiễm, tới đây ăn ít cháo đi. Mẹ, không cần vội, còn chưa đói bụng. Triệu Lan bưng một chén cháo tới cho cô. Cháo táo đỏ, con ăn chút đi. Phó Nhiễm kéo cái ghế ra, ngồi trước bàn ăn. Lý Vạn Linh hỏi chuyện. Công ty dạo này có nhiều việc không? Cũng được, giai đoạn gian nan cũng qua, bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi. Lý Vạn Linh ôm Hán Hán tới sofa. Phó Nhiễm đột nhiên cảm thấy trong bụng cồn cào. Cô đẩy chén cháo ra, đưa tay che miệng. Cô nôn một tiếng. Lý Vạn Linh nghe tiếng động, quay đầu lại, thần sắc kinh ngạc. Triệu Lan vội vàng vỗ lưng cho cô. Mấy quả táo mới này có vẻ không ngon hả con? Mẹ, con không sao, bụng con có vẻ không thoải mái. Phó Nhiễm cố gắng kiềm chế, nhưng cơn buồn nôn cứ đến. Cô đẩy cái ghế ra, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Gương mặt Lý Vạn Linh nhanh chóng trầm xuống, bà đưa Hán Hán cho chị Nguyệt. Phó Nhiễm bước ra ngoài, Triệu Lan đưa cho cô một ly nước ấm. Uống một chút nước, cô cảm thấy thoải mái hơn. Lý Vạn Linh đi tới bên cạnh cô. Tiểu Nhiễm, không phải là con mang thai đó chứ? Phó Nhiễm đang uống nước liền bị sặc. Triệu Lan vội nói. Không có đâu. Không phải chuyện của bà, sao bà có thể khẳng định được Tiểu Nhiễm không mang thai? Lý Vạn Linh chặn miệng Triệu Lan lại. Phó Nhiễm đưa tay xoa ngực. Vốn không nghĩ tới điều này. Sau khi sanh con xong, kinh nguyệt vẫn chưa có. Với lại cô mới cai sữa con không lâu. Quả thật như lần làm cùng anh, cô đã không dùng các biện pháp bảo vệ. Lý Vạn Linh nhìn cô chằm chằm, thấy cô do dự, bà cào giọng nói. Cô, chẳng lẽ cô thật sự mang thai? Phó Nhiễm vội vàng bình tĩnh trở lại. Mẹ, làm sao có thể như thế chứ? Sắc mặt Lý Vạn Linh do dự. Tiểu Nhiễm, con đừng gạt ta. Phó Nhiễm tiếp tục uống thêm hai ngụm nước. Có thể do gần đây thức đêm nhiều, dạ dày không tốt, có thời gian con sẽ tới bệnh viện khám. Lý Vạn Linh nắm chặt tay cô. Giờ con đang rảnh, mẹ dẫn con tới bệnh viện. Phó Nhiễm bị dọa đến bất ngờ, vội vàng cự tuyệt. Mẹ, để hôm nào con tự đi là được rồi. Lý Vạn Linh thấy thế cũng không cưỡng ép, chỉ là sắc mặt tức giận. Được, con đừng quên chuyện này là được. Con biết rồi mẹ. Lý Vạn Linh nhìn Triệu Lan, điện bà liền kéo tay hỏi. Bà đang ở đây sao? Triệu Lan hơi lúng túng gật đầu, Lý Vạn Linh lại không để ý. Hôm nào, bà cũng đi bệnh viện với Tiểu Nhiễm đi. Thành Hữu mới mất nửa năm, nếu như nó mang thai thì làm sao để cho Thành Hữu an tâm mà nhắm mắt chứ? Phó Nhiễm ăn cơm tối xong liền muốn ra ngoài. Cô mở cửa xe của mình ra. Lý Vạn Linh trước khi đi cũng dặn cô lên đi bệnh viện kiểm tra. Vào hiệu thuốc bôi que thử thai, sau đó cô đi tới biệt thự. Cô cố ý đi mấy vòng, xác định không có ai theo dõi, lúc này mới an tâm đi vào. Cô siết chặt túi sách trong tay, đi lên lầu 3, thấy cửa phòng đang đóng, cô đưa tay gõ cửa. Cửa rất nhanh được mở ra, anh liền kéo cô vào, đưa hai tay chống lên tường, hỏi cô. Sao giờ mới đến? Phó Nhiễm đưa hai tay chống trước ngực, dùng sức đẩy anh ra. Anh liền quay lại một bước, thấy cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Anh kéo tay cô, hỏi.
Sao thế? Lòng cô như lửa đốt, hất tay anh ra. Có thể em đã mang thai. Sau câu nói đó, cô bước nhanh vào phòng tắm. Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại trước mặt anh. Khi anh kịp phản ứng, mặt mày tươi cười, áp má vào cánh cửa phòng tắm. Có thì có, mà không chừng lại là một đứa con gái. Tiếng một đồ vật đập vào cánh cửa, anh đưa tay khẽ sờ sờ sống mũi. Một hồi sau thấy cô mở cửa, thân hình cao to của anh nghiêng tới trước, liền hỏi, kết quả thế nào? Chương 159. Đấu trí với tiểu tam. Phó Nhiễm đặt tay lên bụng, người đàn ông giật mình kinh ngạc, đôi lông mày rạng ngời như muốn màu vàng kim của ánh mặt trời trong nháy mắt. Có thật rồi hả? Giọng điệu cô nặng nề. Có thể thật là gần mấy ngày bao tử không tốt. Xem em sợ tới mức này. Anh đưa tay ôm cô đến trước ngực. Nếu như thực sự mang thai, liền sanh ra. Phó Nhiễm giả sức lắc đầu. Lúc này mới được bao lâu, cảm giác khó chịu khi mang thai em còn chưa quên thì một lần nữa lại đến đây. Nghĩ đến cơn đau khi sinh con, Phó Nhiễm càng tỏ ra sợ hãi. Anh cười ôm cô đến trước giường. Vậy cũng tốt, nếu hiện tại em mang thai nữa, anh lại phải cấm dục chứ. Phó Nhiễm đẩy bàn tay không có quy củ của anh ra. Mới vừa rồi ở Y Vân thủ phủ, mẹ đã hoài nghi em rồi. Thật sự em sợ gần chết. Nhưng nếu đã có thai, chuyện này có thể ầm ĩ rồi. Theo như tính tình của Lý Vận Linh, chắc chắn sẽ gây sức ép cho cô. Trong lòng vốn đã nghi ngờ Phó Nhiễm bên ngoài có người khác, nếu có một đứa bé nữa càng thêm khó lường. Cũng không sao, anh hơi lờ đãng. Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng. Lắm là kế hoạch ban đầu bị phá vỡ mà thôi. Phó Nhiễm nằm vật xuống giường, lúc này mới thấy thoải mái một chút. Em muốn nếu có đứa bé, nhất định phải chuẩn bị thật tốt để chào đón nó. Bây giờ vẫn không đúng lúc. Anh nhân thể nằm xuống bên cạnh Phó Nhiễm, cánh tay ôm thắt lưng cô. Em đã giành được hạng mục rồi, tự nhiên có vẻ người sẽ nóng lòng một chút. Anh chống cánh tay lên, liếc mắt nhìn mặt Phó Nhiễm. Anh đối với em ôm hy vọng, giống nhau. Em cũng không để cho anh thất vọng. Cô khẽ mở mắt ra, nhìn chiếc đèn treo trên trần nhà. Đúng rồi. Hả? Em cùng nhị ca cùng thực hiện một phương án. Em thay đổi giá thầu, sau đó được lưu giữ trong máy tính vi tính. Dùng trình duyệt của anh đưa cho em, cũng không có người đột nhập. Em nghĩ nếu lần trước là nhị ca thật, như vậy lần này anh ta càng không bỏ qua. Nhưng... Trong lòng Phó Nhiễm tràn đầy nghi hoặc, lại lắc đầu ngay sau đó. Nếu như không phải, còn có thể là ai đây? Còn có khả năng nếu lần này lại bị xâm nhập vào máy tính của em nữa thật. Nếu như có liên quan đến nhị ca, mục tiêu này có phải rất rõ ràng hay không? Anh vén một sợi tóc rơi bên má cô. Nhưng cũng mới chỉ là suy đoán mà thôi. Những người của Minh Già có liên quan anh đều nghĩ qua. Nhị ca mà nói, thật sự anh không nghĩ ra động cơ của hắn. Từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành đều ở Minh Gia, quan hệ với anh cũng tốt, lại nói công ty của hắn làm ăn cũng không tồi. Phó Nhiễm vươn cánh tay ôm cổ anh. Cho dù có giấu sâu hơn, nhưng cũng có lúc lộ ra, chờ một chút đi. Lý Vận Linh lo lắng chờ tin tức ở nhà, bà nghĩ đến chuyện nếu Phó Nhiễm mang thai thật cũng sẽ không nói cho bà biết, nghĩ ngợi một hồi lâu sau tự mình đi tới. Phó Nhiễm không có nhà, vừa lúc Triệu Lan ra bên ngoài trở lại, Lý Vận Linh đi vào phòng khách, ánh mắt nhìn xung quanh. Ở đã quen chưa? Thỉnh thoảng, tôi đến đây giúp chăm sóc Hãn Hãn, phần lớn thời gian buổi tối đều trở về. Triệu Lan thấy sắc mặt Lý Vận Linh căng thẳng, tranh thủ giải thích thêm. Tiểu Nhiễm ở công ty? Ừ, sáng sớm liền đi ra ngoài. Lý Vận Linh đón lấy Hãn Hãn từ trong tay chị Nguyệt. Buổi tối hàng ngày nó đều ngủ ở Y Vân thủ phủ sao? Triệu Lan cầm thức ăn bỗng ngừng lại. Dĩ nhiên. Thật sự. Có thể thỉnh thoảng cũng sẽ về nhà đi, dù sao trong nhà chỉ có một người thôi.
Lý Vận Linh vừa chơi với đứa bé trong ngực, vừa nói chuyện cùng Triệu Lan. Đúng rồi, bà cùng Tiểu Nhiễm đến bệnh viện sao? À, ừ. Triệu Lan trả lời ậm ừ. Đi rồi. Như thế nào? Bác sĩ nói dạ dày không thoải mái. Lý Vận Linh nửa tin nửa ngờ. Đi bệnh viện nào? Hai người đang nói chuyện, nghe được tiếng còi xe truyền đến từ bên ngoài. Lát sau Phó Nhiễm cầm túi đồ dùng của đứa nhỏ đi vào. Mẹ! Tiểu Nhiễm, con đã tới bệnh viện. Vâng. Triệu Lan vội vàng đem đồ cầm vào trong bếp. Sau khi Phó Nhiễm dùng que thử thai, Triệu Lan cũng đã hỏi nguyên nhân khó chịu trong người cô. Cô nói dạ dày không tốt. Đương nhiên là Triệu Lan rất tin tưởng, không nghi ngờ gì. Bác sĩ nói thế nào? Phó Nhiễm mở tủ lạnh ra, lấy hộp sữa chua từ bên trong. Nói con đừng thức đêm nhiều, không có vấn đề gì lớn. Lý Vận Linh sao có thể chịu tin, chỉ là ngoài miệng không nói ra. Ba ông bà bảo đứng ở cửa sổ, ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Trong lòng bà càng thấy nhớ đến Minh Thành Hữu. Người này vĩnh viễn là đứa con trai mà bà thương yêu nhất. Ánh mắt Lý Vận Linh nhìn hướng về hướng phòng ăn, thấy Phó Nhiễm đặt tay ở trên vai Triệu Lan, hai người đang nói cười, trong lòng càng thêm bi thương. Sau khi Minh Thành Hữu rời đi, hiện tại người thân duy nhất của bà có lẽ chỉ còn Hãn Hãn. Ngón tay Lý Vận Linh khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Hãn Hãn. Vẫn là cháu nội ngoan nhất với ta. Trở lại Minh gia, Minh Vành rất ít khi về, Phó Nhiễm cũng không ở đây. Biệt thự lớn như vậy, người mà Lý Vận Linh có thể nói chuyện cũng chỉ có Thiếu quản gia. Phu nhân, ngài còn hoài nghi thiếu phu nhân mang thai. Lúc trước, báo chí có đăng tin hình bà cũng thấy đấy. Chắc chắn là Tiểu Nhiễm có qua đêm ở bên ngoài. Huống chi ta nói đi bệnh viện, nó tỏ ra rất không thích hợp. Triệu Lan cũng giúp nó, cho nên chuyện này rất khó nói. Tiêu quản gia đứng ở sau lưng Lý Vận Linh. Phu nhân, vậy ngài có tính toán gì? Lý Vận Linh rất là nhức đầu. Ta cũng không thể cứng rắn lôi nó đi bệnh viện. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có thể chờ. Nhưng nếu nó thật sự mang thai thì sẽ có ngày bụng to ra. Tiêu quản gia giật mình. Chẳng lẽ ngài không sợ? Lý Vận Linh chống tay lên trán. Chứ như vậy ta còn có thể có biện pháp khác sao? Nếu nó muốn đi phá bỏ. Ai ra, giấy không thể gói được lửa, lại nói nó luôn ở trong nhà nghỉ ngơi. Cũng đúng. Lý Vận Linh nhắm hai mắt lại. Đây đều là những chuyện gì chứ? Nếu Thành Hữu còn sống, nói không chừng bây giờ ta vui vẻ ôm cháu nội, cái gì cũng không cần quan tâm. Phu nhân, ngài chính là quan tâm quá nhiều chuyện. Chuyện của công ty đang từ từ đi vào quỹ đạo. Tin tức về Minh Thành Hữu lại chưa bao giờ ngừng. Dù sao, buổi họp báo lần trước chỉ là xuất hiện về hình ảnh. Ngày qua ngày, mặc dù truyền thông cố ý đảo bới, nhưng vẫn không lấy một chút tin tức về Minh Thành Hữu. Vị trí thượng lưu trong xã hội, có đôi lúc nhà giàu giống như làng giải trí. Thật thật, giả giả, làm người ta không phân biệt nổi. Bên ngoài khu nghĩa trang Thanh Sơn, một người phụ nữ trẻ tuổi quỳ gối bên ngoài phòng bảo vệ là khóc om sòm, tuổi chẳng qua cũng khoảng 24-25, ăn mặc đơn giản, mái tóc xoăn rối bời, thỉnh thoảng có chiếc xe đi qua, may mắn là ban ngày nếu không thật sự sẽ cho là gặp quỷ. Người gác cổng đi ra ngoài đuổi. Đi đi, ăn no rừng mỡ tới chỗ này khóc. Cho tôi vào gặp Tam Thiếu một lần, tôi muốn thấy anh ấy. Bệnh thần kinh. Mới vừa khóc một trận náo loạn, cũng không biết thế nào lại kéo đám ký giả tới. Người gác cổng thấy gặp chuyện không hay, vội vàng cho gọi điện thoại tới mình ra. Lý Vận Linh cùng Minh Vành vội vàng đến thì người phụ nữ kia đã khóc đến mức ruột gan như đứt từng khúc, đang quỳ trên mặt đất không dậy nổi. Hai người không xuống xe, thấy ký giả về quanh chật kín, Lý Vận Linh ý bảo chú Vương lái xe qua một bên. Ký giả đang phỏng vấn, người phụ nữ kia chỉ nằm đó khóc lóc, nói không thành một câu hoàn chỉnh. Ánh mắt Lý Vận Linh xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Người phụ nữ này chui đâu ra vậy? Khó có thể có quan hệ với Thành Hữu.
là bậy. Lý Vận Linh quả quyết lắc đầu. Ta biết rõ chỉ có Thẩm Ninh là một, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người phụ nữ này. Mẹ, muốn gọi cho Phó Nhiễm tới đây sao? Lý Vận Linh gật đầu không chút nghĩ ngợi. Dĩ nhiên, đây là chuyện nhà nó, theo lý thì nó lên trông nom. Phó Nhiễm nhận được điện thoại, cô vô cùng đau đầu, có vẻ như luôn có người ngại cô quá rảnh rỗi, nhất định tìm chuyện cho cô giải quyết. Đến Thành Sơn, thấy bóng dáng của đám ký giả vây quanh chật kín, Phó Nhiễm đành phải nhắm mắt tiến lên. Người phụ nữ quỳ trên mặt đất nghe được tiếng huyền náo của đám ký giả truyền tới, chợt cô ta dấn thẳng người trên, lên ôm lấy Trần Phó Nhiễm. Phan xin cô để cho tôi gặp anh ấy một lần. Cô muốn tìm ai? Phó Nhiễm cúi xuống nhìn, nhìn kỹ mặt người phụ nữ này, phát hiện cũng không quen cô ta. Thành Hữu, để cho tôi gặp Thành Hữu. Sắc mặt Phó Nhiễm khẽ run lên. Muốn gặp Thành Hữu, cô chạy tới nơi này. Người phụ nữ nhìn thấy thần sắc của cô hơi giật mình. Phó Nhiễm cúi người xuống, nói ở bên tai cô ta. Muốn gặp anh ấy sao? Tới đây với tôi. Người phụ nữ còn giữ động tác quỳ trên mặt đất. Phó Nhiễm chèn giữa đám người đi về phía phòng bảo vệ. Người phụ nữ sau lưng kịp phản ứng, nhanh chóng đuổi theo. Đám ký giả cũng lao theo. Phó Nhiễm ý bảo người gác cổng ngăn bọn họ ở bên ngoài. Cô quay người đóng kín cửa. Rốt cuộc cô là ai? Người phụ nữ ngồi ở trên ghế khóc sụt sùi. Tôi tên là Lý Hiểu. Tôi không có hỏi tên cô. Phó Nhiễm khoanh tay trước ngực, dựa chân vào chiếc bàn. Hôm nay cô láo loạn như vậy là có ý gì? Lý Hiểu dùng tay áo lau nước sạch nước mắt. Trước kia tôi cùng Tam Thiếu từng có một thời gian bên nhau, chỉ sợ là cô còn không biết đấy. Phó Nhiễm nghe vậy càng thấy thêm nhức đầu. Lý Hiểu nhìn bộ dáng của cô, hớn hở cười nói. Trước kia thường chơi ở máy tính, Tam Thiếu hào phóng tôi cũng đã biết. Gần đây mấy người chúng tôi rất khó khăn, muốn tới chỗ cô mượn một chút tiền. Từ Thẩm Ninh đến Lý Hiểu, người trước còn có thể nói là vì yêu sinh hận, người này được coi là cái gì? Lửa gạt trắng trợn. Lý Hiểu thông thạo nói ra. Chúng ta ở trong vòng luẩn quẩn này cũng không phải dựa vào thể diện các người để kiếm miếng cơm. Nói ra người nào quan tâm có tin hay không? Trước kia có tin tức về một vị đạo diễn cô chú ý tới sao? Có liên quan đến quy tắc ngầm, chính là một người bạn của tôi gây ra. Phó Nhiễm gật đầu, thì ra là Minh Gia là một cây hái ra tiền, ngay cả người chết đều không bỏ qua cho. Nói đi, cô muốn gì? Lý Hiểu đưa tay ra, khép bốn ngón tay lại. Thật ra cũng không nhiều, 100 vạn. Phó Nhiễm cười lên thành tiếng. Nếu tôi cứ đáp ứng như vậy, về sau không phải là hết người này tới người khác tìm đến sao? Lúc trước có tin đồn liên quan tới Tam Thiếu huyền náo cả ngây ngan, tôi cũng thật tò mò anh ấy còn sống hay chết. Nếu không, tôi sẽ biện chuyện khác giúp các người. Phó Nhiễm nhào mắt lại rồi mở ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Lý Hiểu cười hì hì chỉ vào mắt. Trước kia muốn đi thi diễn viên nhưng không thi đậu, nhưng lại có quà học bài khóc lóc. Cô cũng không sợ bê đá tự đập vào chân của mình? Phó Nhiễm nói lời đùa lời thật. Cũng may cho tới bây giờ chưa thua cuộc lần nào. Điện thoại bên trong túi sách vang lên từng hồi, chắc là Lý Vận Linh. Phó Nhiễm xòe tay. Được rồi, cô muốn lăn qua lăn lại thế nào thì tùy cô thôi. Cô có ý gì? Phó Nhiễm đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Ký giả thấy thế, thừa dịp chèn chúc vào. Lý Hiểu nhanh chóng có phản ứng, tiến lên kéo tay Phó Nhiễm khóc tóc thảm thiết. Lúc đó Thành Hữu là chết ở trong lòng tôi, các người ngay cả lúc ấy anh ấy hạ táng đều không cho phép tôi tham gia. Hiện tại tôi muốn gặp cũng không được sao? Đột nhiên Phó Nhiễm quay mặt sang, sắc mặt u ám đúng là làm người ta giật mình. Cô bất ngờ hất tay Lý Hiểu ra. Lúc Lý Hiểu ngã xuống, Phó Nhiễm tiến lên uy hiếp, gần như giẫm chân lên hai tay cô ta.
còn dám nói hiu nói vượn, tôi tin tôi vả nát miệng cô hay không? Cô nói thấy Thành Hữu chết, cô có dám rủ anh ấy một tiếng thử xem? Thái độ như vậy cùng mới vừa nãy ở bên trong phòng bảo vệ tưởng như hai người. Lý Hiểu giật mình nhưng cũng cãi chảy cãi cối nói: chẳng lẽ lúc ấy tôi còn có thể nhìn lầm sao? Chết trong lòng cô, chuyện nực cười. Lý Vận Linh từ trong xe nhìn ra ngoài, liền nhìn đến đám người vây quanh cách đó không xa, cũng không biết chuyện xử lý được như thế nào, dáng vẻ nóng lòng. Bằng tình cảm của tôi cùng Tam Thiếu, tại sao không thể? Phó Nhiễm ngồi xổm xuống, ngón tay chỉ vào cửa nghĩa trang. Tình cảm tốt tới mức ngay cả cánh cửa này cũng không vào được. Tôi vốn là không muốn tới, chỉ là đây là nghĩa trang của Minh gia chúng tôi, không cho phép cô gây ầm ĩ ở đây. Lần sau còn dám, tôi sẽ báo cảnh sát. Lý Vận Linh cùng Minh Vành tới đúng lúc. Sao rồi? Mẹ, không có việc gì. Phó Nhiễm đứng lên. Gặp phải người gây chuyện. Lý Hiểu thấy đèn flash chớp tới lìa lịa, dùng hết thủ đoạn. Lúc tôi cùng anh ấy ở trên giường, cô đang ở nhà chờ cơm anh ấy. Phó Nhiễm dừng lại, Lý Vận Linh định mở miệng. Phó Nhiễm khom lưng cúi xuống nói với Lý Hiểu một lần nữa: trên người anh ấy có bao nhiêu rảnh xương, bao nhiêu cọng tóc cô cũng không rõ ràng sao? Dám nói chuyện với tôi như vậy? Lý Hiểu sửng sốt ngẩn người ra, không có cách nào, đây cũng là khí thế bức người. Phó Nhiễm dìu Lý Vận Linh rời đi, bỏ lại một câu: về sau có muốn tiền cũng phải lựa chọn xương mềm mới có thể gặp được. Lý Hiểu bị đám người vây quanh, thấy bộ mặt giật mình của thất thần của cô ta, có người cười nói: chẳng lẽ cô còn có thể biết rõ ràng trên người người khác có bao nhiêu cọng tóc sao? Lý Vận Linh đứng ở chiếc xe. Người đó là ai? Một nhân vật không quan trọng. Phó Nhiễm như suy nghĩ điều gì đó. Nói là muốn một khoản tiền. Thật là buồn cười, định gây chuyện với Minh gia chúng ta. Mẹ, không cần thiết để cho chú Diện này làm phiền lòng, chúng ta trở về đi thôi. Chú Vương chờ Lý Vận Linh rời đi trước, Phó Nhiễm mới phát động động cơ. Điện thoại di động liền vang lên, cô đeo dây phone lên nghe, còn chưa mở miệng, âm thanh mỉm cười của người đàn ông đã truyền đến trước. Càng ngày càng xử sự giống như anh rồi, không hổ danh là bà xã của anh. Phó Nhiễm nhìn về kính chiếu hậu. Anh ở đâu? Phó Nhiễm, gần đây thế nào mà anh lại xui xẻo như vậy? Lời này nên là Phó Nhiễm nói mới đúng. Anh xui xẻo chỗ nào? Trước thì có Thẩm Ninh mang theo con trai nói là con riêng của anh, giờ lại có chuyện như vậy, nói cứ như anh là vô cùng xấu xa không bằng, hành động lương thiện lại phải gánh danh tiếng như vậy. Phó Nhiễm xì một tiếng kinh thường. Ít xảy ra. Cô tập trung nhìn về con đường phía trước. Nếu không phải anh là danh tiếng đào hoa bên ngoài của anh, nơi nào có từng người một tìm đến cửa? Cũng không biết là có đúng như Lý Hiểu nói hay không, vẫn là thử dò xét xem. Phó Nhiễm vô cùng mệt mỏi. Anh cũng đoán ra lúc này cô chắc chắn sẽ nhíu mày. Tối nay đến đây đi. Cô từ chối không chút nghĩ ngợi. Nói không chừng em sẽ bị ký giả theo dõi. Đôi môi mỏng của anh kéo thành một đường cong. Đừng nghe theo, để đêm này lại bị dọa thành dáng vẻ gì. Anh còn có thể ăn em thật. Đến đây đi, anh sẽ buông lỏng một chút cho em. Cứ căng thẳng như vậy, thân thể cũng sẽ căng thẳng. Khó trách mấy lần trước ở trên giường em giống như khúc gỗ, hóa ra là vì lý do này. Chương 160. Tờ kết quả kiểm tra. Ánh mắt Phó Nhiễm chăm chú, căn bản không nghe vào lời nói của người đàn ông. Cô nghĩ đến lời nói uy hiếp của Lý Hiểu lúc nãy, đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Những thứ này đều do mình Thành Hữu vẫn còn sống nên cô mới có thể lật được ngược tình thế như vậy. Nhưng nếu thật sự là cô chỉ còn một mình, không còn sức mạnh, có lẽ sẽ bị nuốt chửng đến một mảnh xương cũng không còn. Phó Nhiễm. Bên kia người đàn ông không nghe thấy cô đáp lại, mở miệng. Cô hoàn hồn.
Làm cái gì? Chuyện này thật sự không liên quan tới anh. Chỉ cần là phụ nữ, có lẽ là gặp phải chuyện như vậy cũng có thể phát điên. Anh suy nghĩ một hồi, sau đó muốn giải thích với cô. Phó Nhiễm ngắt lời anh. Em biết rõ. Người đàn ông nghe trong lời nói của cô có chút không để ý, ngược lại, giọng nói có vẻ không giận. Phó Nhiễm, có phải em rất có lòng tin với anh hay không? Từ chuyện của Thẩm Ninh đến Lý Hiểu, Phó Nhiễm đều có phản ứng bình tĩnh, làm cho anh không kịp ứng phó. Tựa như không cần giải thích, lời đến khóe miệng, nhìn ánh mắt là đã có thể hiểu. Phó Nhiễm tiếp tục lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía gương chiếu hậu. Anh là không có việc gì làm, ngại chuyện không đủ phiền phải không? Người đàn ông im bặt, Phó Nhiễm lấy tai nghe xuống, bởi vì thấy xe của Lý Vận Linh dừng ở khúc quanh trước mặt, có vẻ như đang đợi cô. Phó Nhiễm giảm tốc độ xe dừng lại. Chú Vương hạ cửa sổ xe xuống. Minh Vành cùng Lý Vận Linh ngồi ở hàng ghế sau. Minh Vành khoanh tay ở trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nét mặt Lý Vận Linh tái nhợt. Phó Nhiễm xuống xe, sau đó đi tới trước cửa sổ xe. Mẹ, sao vẫn chưa trở về? Phó Nhiễm, rốt cuộc người phụ nữ này vừa nãy là ai? Cô ta nói trước kia từng có quan hệ với Thành Hữu, hỏi con muốn 100 vạn để cô ta im miệng. Phó Nhiễm nói ra sự thật. Lý Vạn Linh cũng thấy tức giận, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói cũng dần ảm đạm. Thành Hữu vừa đi người nào cũng dám tới uy hiếp Minh gia, chết còn muốn hát nước bẩn lên người khác, tên cô ta là gì? Hình như là Lý Hiểu. Lý Vạn Linh quay đầu lại. Minh Vanh, đi điều tra người này một chút, làm cho cô ta không được trở mặt. Minh Vanh khẽ mở mắt ra, bởi vì cách và khoảng cách một người, hơn nữa dò ánh sáng, nên Phó Nhiễm cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Cô chỉ thấy hắn gật đầu một cái. Mẹ, mẹ nhanh đi về đi, sau chuyện như này mẹ cũng chớ để trong lòng. Lý Vận Linh nhớ tới mình Thành Hữu, bàn tay che miệng dựa vào thành ghế, như có vẻ khó chịu. Chú Vương thấy thế, đóng cửa sổ xe, sau đó từ từ lái xe rời đi. Phó Nhiễm lái xe rất chậm, trở lại Y Vân thủ phủ. Vừa lúc Triệu Lan ôm Hãn Hãn ra ngoài phơi nắng, Phó Nhiễm đón lấy đứa bé rồi ngồi trên đình nghỉ mát ở trong vườn. Triệu Lan trở về phòng khách, ở nơi công lợn lớn như vậy, nhìn ra ngoài, ngoại trừ ánh mặt trời bên ngoài ra, không có chút cảm giác ấm áp nào. Ăn xong cơm tối, Phó Nhiễm thay quần áo chuẩn bị ra cửa. Triệu Lan ôm Hãn Hãn trong phòng khách, thấy Phó Nhiễm xuống lầu. Tiểu Nhiễm, đã trễ thế này còn phải đi ra ngoài sao? Vâng. Phó Nhiễm khom lưng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hãn Hãn. Mẹ, nếu muộn con có thể không về nhà? Ừ. Triệu Lan nhìn về phía bóng dáng của Phó Nhiễm đi tới cửa, khởi động xe, sau đó đi ra Y Vân thủ phủ rất nhanh. Triệu Lan giao đứa bé cho chị Nguyệt, bà đi tới trước cửa sổ sát đất, nghĩ đến lời nói hôm đó của Lý Vạn Linh, Triệu Lan cũng có hoài nghi. Dù sao Phó Nhiễm đi ra ngoài không phải là một hay hai lần, hơn nữa tin đồn cũng tràn ngập bên ngoài. Bà cầm điện thoại lên, suy nghĩ một chút, lại đặt xuống. Cũng không ai có quyền bắt Phó Nhiễm không được theo đuổi cuộc sống riêng của mình, cho dù những lời đồn kia đều là sự thật. Đêm nay, Phó Nhiễm vốn là không muốn đi ra ngoài. Sau khi về nhà, cảm giác rất muốn gặp anh. Cố hết sức cẩn thận, còn cẩn thận hơn cả trước kia. Đến biệt thự, dừng xe xong cũng không gọi điện thoại trước. Cô đi thẳng tới lầu 3, giơ tay lên gõ vào cánh cửa. Người nào? Giọng nói bên trong truyền tới có vẻ không tốt cho lắm. Phó Nhiễm không trả lời, trực tiếp mở cửa phòng. Người đàn ông ngồi ở mép giường đưa lưng về phía cô, nghe được tiếng bước chân đi tới đột nhiên xù lông, thuận tay cầm chén nước trên tủ đầu giường lên xoay người. Phó Nhiễm giật mình, đứng im tại chỗ, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm về phía cánh tay dơ quá đỉnh đầu kia. Động tác của người đàn ông cứng đờ, lời nói cũng bật thốt lên. Ai cho em? Phó Nhiễm đi vào, đem túi xách treo lên móc áo. Làm gì mà phát hỏa lớn như vậy? Anh miễn cưỡng thu hồi lại động tác, hạ giọng, sau đó để chén nước lại trên tủ đầu giường. Không phải em nói không đến sao?
Phó Nhiễm cũng không quay đầu lại, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra. Nhớ anh nên tới rồi. Bàn tay anh còn duy trì động tác cầm miệng chén, khóe miệng anh khẽ nâng lên. Thấy Phó Nhiễm tiến đến gật mình, anh định đưa tay kéo Phó Nhiễm gần lại, đột nhiên lại cảm thấy thoáng một cái trong nháy mắt, Phó Nhiễm kiễng hai chân lên, sau đó nhảy người lên, hai chân cặp lấy eo của người đàn ông. Anh cũng không kịp ứng phó, sừng sốt bị cô áp đảo ở trên giường. Đôi tay Phó Nhiễm để lại bả vai người đàn ông, cả người nhào vào trong ngực anh. Động tác lần này quá kịch liệt, bàn tay anh đưa xuống thắt lưng, mới vừa như vậy chỉ sợ bị vặn lại rồi. Thắt lưng của anh chính là nửa cái mạng. Phó Nhiễm ngồi ở bên hông anh muốn nâng thẳng người dậy, lại bị bàn tay của cô áp trở lại. Không phải nói anh buổi tối nên kiềm chế một chút sao, mới đè lên anh một chút thôi mà. Anh vén vạt áo Phó Nhiễm lên, bàn tay thừa dịp tiến vào. Anh không nghĩ sao em nhiệt tình như vậy. Quả thật mới vừa rồi như vậy làm tới giờ anh còn chưa tỉnh lại. Phó Nhiễm duy trì tư thế ngồi cũ. Suy nghĩ một chút vẫn không thể bỏ qua cho anh đơn giản như thế. Anh muốn đứng dậy lần nữa, nuốt áo ngực bởi vì dùng sức mà căng ra, có thể nhìn thấy bắp thịt cùng đường cong đã khôi phục. Phó Nhiễm đưa tay ôm chặt cổ anh. Em hỏi anh đã gặp Lý Hiểu đó ở máy tính. Nhiều người như vậy, làm sao anh nhớ rõ? Anh để mặc cho cô ôm, ngón tay Phó Nhiễm dùng sức. Về sau, lại có từng đám tìm tới cửa, thì em phải trông nom thế nào? Nơi cổ họng cũng cảm thấy có chút khó chịu thật, người đàn ông nằm ngửa. Không phải đã nói là không ăn giấm sao? Phó Nhiễm quỳ gối bên người anh, nhỏng người lên một chút, sau đó lại ngồi trở lại lần nữa. Hai tay anh nắm hông quả cô. Nhẹ một chút, cái này gọi là dùng cách xử phạt để về thể xác, hiểu không? Em để cho sau này anh phải ghi nhớ thật lâu. Anh thoáng cười. Chuyện này không trách anh được, anh không biết gương mặt đó. Hình như người ta nhớ gương mặt này. Phó Nhiễm vươn tay véo vào gương mặt tuấn tú, cảm xúc vô cùng gần gũi. Nếu không thể nào, một đám đều tới tìm cứ cửa. Không có biện pháp. Anh thuận thế nắm chặt tay Phó Nhiễm. Dáng vẻ của anh quá tốt. Phó Nhiễm hung hăng bấu vào cổ anh. Da mặt quá dày. Đôi tay anh quấn lấy eo Phó Nhiễm, nâng nửa người lên, sau đó áp vào trán cô. Đêm nay ở lại nơi này chứ? Phó Nhiễm gật đầu, như có điều suy nghĩ, đưa tay xoa lên mặt người đàn ông. Lúc nào thì chúng ta mới có thể thôi lén lén lút lút như vậy? Cánh tay anh ôm chặt cô hơn. Mẹ nói em mang thai, chuyện cứ thế này qua sao? Phó Nhiễm gật đầu không chút suy nghĩ.